xây dựng hội nông dân và giai cấp nông dân Hưng Yên vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động tích cực bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua, để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên đang có trên 215.000 hội viên nông dân sinh hoạt tại 159 trên 159 cơ sở hội ở 163 xã phường thị trấn trên địa bàn 10 huyện thị xã thành phố, tăng 16.700 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Nhằm phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều phong trào hoạt động hướng mạnh về cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua, dịch Covid-19, chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì đã tác động rất là tiêu cực đến đời sống của nông dân cũng như là cái tình hình sản xuất là gặp rất nhiều khó khăn. Hội nông dân chúng tôi đã tập trung vào lãnh đạo các cấp hội đẩy mạnh các cái phong trào thi đua, tuyên truyền về các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chuyển giao ứng dụng các cái tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ cho nông dân thông qua các dự án vốn vay, giúp cho người nông dân có thể là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Đến cuối nhiệm kỳ, 13 trên 13 chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội khóa 9 đề ra thì chúng tôi đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Bên cạnh việc xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, các cấp hội trong tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nông dân tham gia. Trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 800 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 185.000 lượt hội viên, 46 lớp đào tạo nghề cho trên 1.640 lượt lao động nông thôn, ký kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp triển khai ứng dụng các sản phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng trên 8.600 tấn phân bón theo hình thức trải chậm cho hội viên. Tín chấp với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên 3.680 tỷ đồng cho trên 31.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm. Đồng thời xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và nhận ủy thác từ Quỹ Trung ương Hội trên 96 tỷ đồng cho trên 2.000 hộ vay tham gia 144 dự án, tăng trên 22 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thông qua phong trào, hàng năm trung bình toàn tỉnh có trên 112.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, đã có 60.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, điểm nổi bật của công tác hội và phong trào nông dân của huyện Văn Giang đó là việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cái phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm trên địa bàn huyện trung bình có từ 61 đến 63% số hội viên nông dân đăng ký đã đạt danh hiệu hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xuất hiện hàng trăm hộ ở nông dân có mức thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng trở lên. Cá biệt có hộ có mức thu nhập trên 10 tỷ đồng một năm. Điều đáng nói, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội. Xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sản xuất kinh doanh sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng với nền nông nghiệp hiện đại. Trong đó có anh Nguyễn Văn Tuyên là một trong những nông dân điển hình cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Xuân Quan, huyện Văn Giang. Hiện đang có 8 vườn sản xuất hoa phong lan, bonsai, hoa hồng ngoại. Anh Tuyên rất tích cực trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đi các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan học hỏi, tìm hiểu và đưa những giống cây mới về trồng và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong hợp tác xã và bà con nông dân để phát triển làng nghề hoa cây cảnh. Tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2022, anh Tuyên vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Ban đầu chúng tôi mới làm thì nó gặp rất là nhiều khó khăn về kỹ thuật và đầu ra.
Xong rồi sau đó chúng tôi đi tham quan khắp các nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước để học hỏi, xong về thì truyền đạt lại những cái kỹ thuật kinh nghiệm cho các nhà vườn cùng sản xuất. Hợp tác xã của chúng tôi thì có 36 thành viên, có những hộ kinh doanh lớn nhất ở đây thì một năm tổng sản lượng khoảng tầm 300 tỷ. Đấy, còn những cái hộ mà ít nhất thì cũng phải được vài tỷ một năm. Và như tôi thì tổng doanh thu cả sản xuất lẫn kinh doanh là khoảng từ 3 đến 50 tỷ trên một năm. Ngoài anh Nguyễn Văn Tuyên, trên địa bàn tỉnh hiện còn có hàng trăm nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với quy mô, diện tích lớn cho doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Tiêu biểu như nông dân Trịnh Ngọc Tiệp ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đang phát triển mô hình trồng nhãn hữu cơ và hoa công nghệ cao với diện tích 16 ha cho doanh thu từ 14 đến 16 tỷ đồng một năm. Hoàng Anh Tiến, xã Phụng Công, chuyên trồng cây cảnh, tùng, la hán Nhật Bản, hay như nông dân Hoàng Văn Khánh ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ hiện đang phát triển mô hình chăn nuôi gần 2.000 lợn nái, lợn thịt, 2.000 con vịt thương phẩm kết hợp với trồng bưởi diễn với diện tích lên tới gần 3 ha, đang cho doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Khi mà tham gia tổ chức hội thì cũng được giao lưu và kết nối với các mô hình nhiều các tỉnh thành, các vùng miền, nắm bắt được các kỹ năng khoa học kỹ thuật mới để mình đúc kết được cái kinh nghiệm về mình phát triển kinh tế. Một năm chúng tôi chi phí tổng thu khoảng 25 đến 30 tỷ thì nguồn thu nhập ổn định nó sẽ phải được khoảng 5 đến 6 tỷ. Được sự quan tâm của huyện hội cũng như là tỉnh hội, trong những cái thời gian mà khi tôi còn khó khăn thì cũng tạo điều kiện hướng dẫn tôi để tôi có khả năng huy động nguồn vốn. Hiện tại thì của tôi trên diện tích là khoảng độ 3 hecta sản xuất cây cảnh cao cấp. Tôi đi sâu vào cái tùng, la hán và cây thông Nhật Bản, tức là những cây có thu nhập cao, và những cây này nó được cái nó trường tồn, không phải cây chợ thời. 300 cây là vừa thông vừa tùng, bây giờ nó cũng lên đến hàng vài chục tỷ. Các hoạt động hỗ trợ của hội như xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng, thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, bước đầu cũng đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp, nông thôn. Hội nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với bưu điện tỉnh tuyên truyền đến hội viên nông dân, hướng dẫn các cái hợp tác xã và các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cái sản phẩm mà đã được đạt tiêu chuẩn OCOP và VietGAP đưa lên sàn thương mại điện tử. Thì trong quá trình triển khai các cái công tác hội phong trào nông dân, chúng tôi cũng có cái yêu cầu cái dự án được thành lập cho vay vốn khi mà sản xuất ra các sản phẩm cung ứng cho thị trường là tốt nhất và đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ năm 2020 đến nay, các cấp hội nông dân còn phối hợp với ngành nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất chế biến nông sản, các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương tham gia đăng ký xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đến nay toàn tỉnh có gần 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 157 sản phẩm đạt 3 sao, 42 sản phẩm đạt 4 sao. Thực hiện phong trào mỗi xã một sản phẩm OCOP do các cấp hội là nông dân phát động, công ty Hoàng Minh Châu Nghiên chúng tôi hiện tại có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và một sản phẩm đang được để tỉnh đề cử 5 sao. Khi thực hiện cái sản phẩm OCOP này thì cái tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là cái xuất khẩu có những cái thuận lợi nhất định, được khách hàng tin dùng hơn. Một năm chúng tôi xuất là gần 100 tấn bông nghệ sang thị trường Nhật Bản. Ở châu Âu hiện tại là chúng tôi mới đang xuất cái nghệ tươi khoảng 6-70 tấn nghệ một năm. Chúng tôi thu mua mỗi năm khoảng hơn 2.000 tấn nghệ tươi cho bà con nông dân tại địa phương. Thực hiện mô hình chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP và OCOP thì những người tiêu dùng, người ta như vậy là qua cái mạng thông tin thì người ta sẽ thấy rằng khi tiêu dùng nó được an toàn hơn, tốt hơn. Thế người ta rất tin tưởng. Chính vì thế là các hộ xã viên đã thực hiện theo cái chương trình OCOP là nhìn chung là tiêu thụ nhãn quả rất là thành công. Như gia đình tôi đây bước vào mùa thu hoạch nhãn quả thì trên dưới độ khoảng 50 đến 60 đoàn khách du lịch từ miền Nam, miền Trung đến miền Bắc về thăm du lịch nhà vườn. Để tạo sự liên kết bền vững trong phát triển kinh tế cho các hội viên, đến nay, hội nông dân các cấp trong tỉnh cũng đã hướng dẫn thành lập được 82 hợp tác xã và 90 tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. Xây dựng được 48 chi hội nghề nghiệp, 112 tổ hội nghề nghiệp, thu hút hàng nghìn hội viên nông dân tham gia, tích cực hỗ trợ nhau trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là tiêu thụ sản phẩm tại các địa phương. Bên cạnh việc hỗ trợ khuyến khích hội viên có tiềm lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, để giúp cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiệm kỳ qua, hội nông dân các cấp còn phối hợp quyên góp trên 400 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 17 nhà ở cho hội viên nông dân, gia đình chính sách.
vận động hội viên giúp nhau nguồn vốn trên 9 tỷ đồng, gần 14.700 ngày công lao động, hỗ trợ cây con giống trị giá trên 7 tỷ đồng cho trên 2.300 hội viên phát triển kinh tế và đã có 1.700 hội viên được giúp đỡ thoát nghèo, góp phần làm giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2022 xuống còn 1,93%. Vợ chồng tôi đều là hội viên hội nông dân xã Trung Hòa. Hoàn cảnh vợ chồng tôi rất là khó khăn, chồng thì ốm đau bệnh tật, nhà thì ở gần 10m2 rất là chật chội. Vừa qua được hội nông dân các cấp cũng hỗ trợ vợ chồng tôi 80 triệu để làm nên cái nhà như thế này. Bây giờ có nhà mới khang trang thì gia đình rất là phấn khởi. Tôi rất là cảm ơn hội nông dân các cấp đã giúp đỡ vợ chồng tôi. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành hội nông dân huyện và cơ sở đã tập trung triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, triển khai rất nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng vải lai chín sớm tại xã Tam Đa, xã Tiên Tiến và xã Minh Tiến, trồng cây vải trứng tại xã Phan Xảo Lam và các xã phía Bắc, mô hình nuôi thủy sản tại xã Quang Hưng và nhiều mô hình điển hình tiên tiến khác cũng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành cái tiêu chí sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao để đưa huyện Phù Cử trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường do Trung ương Hội phát động, nhiệm kỳ qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương. Cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp trên 140 tỷ đồng, hiến trên 96.000 m2 đất, đóng góp trên 78.000 ngày công lao động để xây các công trình ở địa phương, làm mới và sửa chữa trên 290 km đường giao thông, 230 km kênh mương, 800 cầu cống, trồng hàng trăm tuyến hoa, cây xanh, thành lập hàng trăm tổ vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân xử lý phân loại rác thải, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho các làng quê trong tỉnh. Các cái buổi hội nghị hoặc họp thì chúng tôi cũng phổ biến đến các hội viên của trong hội, thành lập một tổ đi đến các hộ gia đình, hướng dẫn vận động người làm tốt các cái việc là phân loại rác thải. Trước kia chưa phân loại rác thải thì cái lượng rác thải môi trường thì chuyển đi rất nhiều, nhưng đến giờ này thì bây giờ thì nó giảm rác thải đi đã được khoảng cỡ 6-70%. Chúng tôi cũng là tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới, và cứ là đi đến đâu là đều hội viên nông dân là những người gương mẫu đi trước. Từ năm ngoái đến nay thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân hiến 1.200 mét đất thổ cư để làm đường giao thông trong thôn xóm. Đến nay thì rất là khang trang và đẹp đẽ rồi. Cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương và các cấp hội nông dân, đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân ngày càng được nâng cao. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hội và phong trào nông dân, tham gia thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào quần chúng, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tháng 12 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân, chủ đề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thông qua tổ chức hội, cấp ủy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh với sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời khuyến khích nông dân phát huy nội lực vươn lên, liên kết sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh có một hội viên nông dân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, 17 tập thể cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen, 258 tập thể cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh. Thời gian tới,
Hội nông dân cũng phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, vẫn phải tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền, làm sao tạo sự đồng thuận trong hội viên của mình và cộng đồng xã hội chúng ta cùng thực hiện trách nhiệm của mình. Mục tiêu là phải nâng cao đời sống dân cư, không những về thu nhập, còn vấn đề nữa là phải có được môi trường sống tốt, xóa cái khoảng cách là giàu nghèo, nông dân ta phải tiếp cận được với cái phúc lợi xã hội được tốt hơn, liên kết phối hợp với các sở ngành tiếp cận để cho người dân là có nguồn vốn để sản xuất và thay đổi cuộc sống của mình cho nó khá giả lên, thực hiện tốt cái liên kết và quảng bá các sản phẩm để nâng cao đào tạo nghề, đặc biệt là kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm sản xuất, vấn đề kỹ thuật, phải tham mưu đề xuất được cái phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân trong tình hình hiện nay là phải hơn 10 năm trước và phải đi đầu trong cái sản xuất là nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn kiểu mẫu, phải phát huy cái truyền thống văn hóa tích cực xây dựng quê hương, làm sao là còn xứng đáng là con người Hưng Yên, mà quê hương Hưng Yên chúng ta phải văn minh và giàu đẹp, người nông dân Hưng Yên phải là người nông dân khá giả giàu có. Phát huy thành tích đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác phát triển, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục khẳng định tổ chức hội nông dân là một tổ chức chính trị, xã hội uy tín, nòng cốt là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nông dân, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.